Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo năm 2023. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng và văn phòng Thành ủy. Năm 2023, tập thể lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, triển khai mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp hơn 1.850 đảng viên, đạt trên 115% kế hoạch. Việc tham mưu bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của đảng, triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong quy hoạch và theo tiêu chuẩn chức danh với gần 8.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những mặt làm được cũng như tồn tại hạn chế của năm qua và đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục trong năm 2024.